Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Nguyên Khôi xin chào tất cả các quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị, hôm nay Hoàng Tuấn rất là mừng cái chỗ là như thế này. Hai ngày trước, hai buổi chiều liên tiếp là Hoàng Tuấn nằm liệt luôn. Lý do là bởi vì chích thuốc ngừa Covid. Thì đã nghe những người mà chích trước người ta nói rồi. Có người thì bị cảm nóng sơ sơ, có người thì bị 2-3 ngày. Hoàng Tuấn thì lần đầu tiên anh thì nó cũng bị sơ sơ thôi, không sao cả. Nhưng lần này khi chích buổi trưa xong tối về đó, y như mình bị sốt rét vậy đó. Wow. Nghĩa là nó người lạnh ha, đầu thì nhức, bừng. Anh biết đến là khoảng chừng có 6 giờ rưỡi tối đó là phải là nằm trùm chăn cho tới 10 giờ tối. Hoàng Tuấn chích loại thuốc nào? Cái mũi Pfizer đầu tiên á, một mũi đầu tiên là Johnson & Johnson. Thì thứ nhì một mũi đó, phải không? Một mũi thôi, thứ nhì thì người ta cho mình chọn Pfizer hoặc là Moderna. Thì Hoàng Tuấn nghe người ta nói là Moderna đó thì cái hiệu quả nó cao hơn. Cho nên là chích cái đó. Thì có hỏi cô dược sĩ thì cô ấy bảo là nó có hành đó anh. Nhưng mà nó đỡ hơn là Covid nó hành. cũng đúng. Và cũng mừng. Nguyên Khôi thì hai mũi trước thì chung Moderna mà lần này booster chưa chích mà nghe Hoàng Tuấn nói như vậy thì không biết. Không, phải chuẩn bị anh, chuẩn bị, bởi vì Hoàng Tuấn cũng chuẩn bị trước rồi. Là có những cái công việc chứ. Cũng may chứ nếu mà hôm nay mà nó vẫn còn thì không có làm việc được. Thì đó là lý do mà buổi trưa ngày hôm nay trên đài Radio Quê Hương quý vị thấy ông Nguyên Khôi phải làm thế cho Hoàng Tuấn. Tại vì giờ đó Hoàng Tuấn đang ca cái bài rên hừ hừ ở nhà. Nhưng mà thưa quý vị, nói gì thì nói nhưng mà Hoàng Tuấn vẫn thấy là ở xứ Mỹ may mắn cái chỗ là thuốc men đầy đủ. Và người ta khuyến khích. Và khi mà đi chích ngừa Covid thì người ta khuyến khích là cái mùa này đấy, chích ngừa cúm luôn. Và nhanh lắm anh, Hoàng Tuấn chạy ra ra pharmacy thì người ta bảo đưa cái thẻ đó, ghi danh xong rồi chích liền, chích liền tại chỗ, rất là lẹ. Rồi muốn chia sẻ với quý vị một tí như vậy thôi. Thưa quý vị, có một cái chuyện như thế này, chúng tôi cũng tìm trên báo của Đảng và Nhà nước không có, thì nó không nằm trong cái đọc báo Vẹm, cho nên chúng tôi không có thể mà đào sâu được. Là hôm trước là cái ông mà thánh rắc muối đó, nổi tiếng, thì nhờ ông Tô Lâm, cho nên bây giờ là đã làm đất nước Việt Nam mình ai cũng biết đến. Và cái vụ bò giác vàng. Thì sau khi ông thánh rắc muối, vì có ông thánh rắc hành, có một anh là Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng, ở Thanh Khe Đà Nẵng, đường ông Bích Khiêm, chuyên bán bún bò. Anh mới làm một cái video clip là anh cũng rắc hành theo cái kiểu và khi anh bưng cái tô bún bò Huế và ổ bánh mì anh đi ra thì anh đi cái dáng y như cái ông kia. Thế thì không biết tại sao. Thế tại sao là công an đến mời triệu tập. Thì khi công an đến triệu tập đó, người ta cứ chiếu cái video clip lên đó, thì giữa công an với công dân đó là cứ phải lời qua tiếng lại. Anh triệu tập tôi với lý do gì? Đúng rồi. Không, triệu tập là không có thể nói được. Và anh công an người quản trị thì chúng tôi thấy cái trình độ nghiệp vụ đó nó làm sao đó, nó buồn cười lắm. Vậy công dân người ta hỏi rõ ràng, tôi là công dân, anh triệu tập tôi lên vì lý do gì? Nó không nói, cứ triệu tập thôi. Nếu người ta nói là nếu mà 3-4 lần triệu tập không được thì có lẽ người ta cũng phải là có thể người ta cưỡng chế đó, người ta bắt đó. Thì anh vẫn tỉnh thôi. Nhưng mà cái điều là khi cái chuyện như vậy đó, cả thế giới biết. Wow. Báo của Thái Lan chỉ rắc hành thôi mà cả thế giới biết. Cái anh nổi tiếng là bởi vì anh rắc hành mà anh bị công an mời. Cho nên là báo của Thái Lan, rồi đài BBC, đài VOA, đài Á Châu Tự Do, vân, tất cả các nơi đều có. Nhưng mà chúng tôi lạ, không hiểu báo chí Việt Nam làm sao mà cái vụ ông Tô Lâm, cả thế giới biết, báo chí Việt Nam không hề đá động tới. Hay quá. Bây giờ tới cái rắc hành này cũng cả thế giới biết, mà báo chí Việt Nam cũng không có nói tới. Mà buồn cười là cái hôm 29 tháng 9 đó, thì trên báo VN Express có một bài báo viết về cái bữa ăn của ông thánh rắc muối, cái phần ăn mà ông bán đó, người ta cũng nói rõ là tiền ăn uống rồi tiền
chi phí phục vụ rồi nước uống vân vân thì cũng phải một phần ăn như vậy trên $1,000. Ừ. Người ta có nói tới chuyện đó. Ừ. Là 29 tháng 9. Ừ. Nhưng mà tới tháng 11 đại tướng mình đi ăn thịt bò như thế thì tại sao báo mình không có nhắc nhiều tới? Khi là lỗi tại cái anh VN Express đăng cái bài báo như vậy làm cho đồng chí Tô Lâm của chúng tôi cũng hơi tò mò và muốn tìm hiểu cái văn hóa, cái ẩm thực của nước ngoài như thế nào. Cho nên là nhiều khi chỉ là cái sự tò mò thôi mà rồi nó xảy ra cái cớ sự ngày hôm nay nó rắc rối như vậy. Nhưng mà thôi thì dù sao đi chăng nữa, chúng tôi đề nghị với ông Tô Lâm là bây giờ ông lỡ ông ăn rồi thì bây giờ có cách nào, mặc dù ăn cũng hơi lâu rồi, có ói ra thế nào thì ói ra đi, chứ không mà để như thế này thì nhục nhã quá. Thưa với anh thì đối với tôi nghĩ như thế này thôi. Ông sang bên Anh á, rồi ông đi thăm, ông nghe đâu có đi thăm tượng Các Mác nữa, rồi ông đi qua Pháp ông thăm tượng Hồ Chí Minh, tức là ông để mà tôn thờ mấy vị lãnh tụ là tôn kính của ông á, rồi ông đi ăn thịt bò. Thì bây giờ với tư cách mình là một người bộ trưởng, mình là người đảng viên, mình là một người con cháu của Bác Hồ, mình luôn luôn học tập tư tưởng đạo đức của Bác, dễ lắm, đâu có khó đâu anh. Sao? Lên đài truyền hình công khai xin lỗi quốc dân đồng bào. Tôi là một con người bình thường, kính thưa quý vị, tôi là một bộ trưởng, tôi làm việc, nhưng mà tôi là một con người bình thường. Thì khi đi ra nước ngoài tôi cũng có vì hiếu kỳ, tôi thấy như thế, tò mò, thì tôi tò mò. Thì đây là lỗi tại thằng VN Express là cái bài đấy lỗi. Thì bây giờ tôi xin lỗi quốc dân đồng bào vậy thôi. Cái chuyện đó rất là đơn giản, mà cái đó đâu xấu hổ đâu anh. Tại vì Bác dạy á, mình là đầy tớ của nhân dân, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Mình thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác, mình suốt đời hy sinh cho dân, cho nước, mình làm cách mạng để mình hiến thân. Thì bây giờ cái chuyện mình đứng mình xin lỗi thì đâu có sao đâu. Ông đi thăm mộ ông Các Mác, Các Mác là người đấu tranh cả đời, đấu tranh cho giai cấp vô sản, những người nghèo, những người khốn cùng trong xã hội, mà ông lại đi ăn như vậy thì ông chửi cha Các Mác còn gì nữa. Ông làm sao mà ông lên ông xin lỗi mà người ta tha thứ được? Chỉ có cách thôi. Tôi cái cách đó nó không thực tế. Thực tế hơn là như thế này. Tại vì những cái chuyện đó ông Tô Lâm mà lên xin lỗi trên truyền hình quốc gia thì chuyện đó không bao giờ nó xảy ra. Thực tế là bây giờ nó mướn cái anh chàng mà thánh rắc muối đó, phải không? Sang Việt Nam. Ở tại thí dụ như ở giữa thủ đô Hà Nội. Và đãi 1.000 người dân nghèo nhất thành phố Hà Nội ăn cái món rắc muối, mà chính đồng chí Tô Lâm phải trả cho cái khoản đấy. Mình cũng ít nhất là mình cũng cho giai cấp vô sản được thưởng thức cái món mà đồng chí Tô Lâm được thưởng thức. Như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy chắc nó cũng hài lòng hơn thôi, mà nói chuyện tào lao. Thưa quý vị, như thế này, những cái chuyện xảy ra như thế này, như Hoàng Tuấn nói tuần trước đó, nó làm cho người ta thấy rõ cái bộ mặt thật của các đảng viên cộng sản như thế nào. Họ nói một đảng và họ làm hoàn toàn ngược lại những cái và gì cái... mà họ nói. Anh xin lỗi anh, có chỗ xấu xa, cái xấu hổ cái chỗ rằng là báo chí trong nước không đá động một tiếng. Bây giờ tới cái việc ông rắc hành này cũng vậy nữa. Tại vì nó là thuộc loại bí mật quốc gia rồi, cho nên là ở trong quốc gia mình nó là bí mật, người ta không nói bí mật quốc tế kìa. Cho nên ở ngoài nước tất cả mọi người đều biết hết, cả thế giới đều biết hết. Cái bản chất của báo chí cách mạng nó là như thế. Thế nó là bí mật quốc gia thì cứ để nó là bí mật quốc gia, tức là ở trong nước mình nó vẫn là điều bí mật. Thưa quý vị, cái này thì nói là nó hơi sỗ sàng một chút, nhưng mà khi đọc cái bài báo này Minh Khôi liên tưởng đến cái chuyện đó. Chúng ta đi ở Mỹ này thì gọi đi restroom, bình thường nói đi toilet, đi nhà vệ sinh. Đi xong thì cũng phải lau, cũng phải chùi, đâu cũng phải phải. Cái chuyện đó là chuyện con người, ai cũng vậy thôi, bất cứ nơi nào cũng vậy, con người nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy. Mà tại sao lại có chuyện này xảy ra? Thì Nguyễn Khôi tự nhiên nghĩ đến cái chuyện mà cái cảnh mà có người đi vệ sinh mà không bao giờ lau chùi sạch sẽ gì cả. Không bao giờ dội. Không bao giờ dội cả. Hà Tĩnh tháo dỡ trạm thu phí cầu rác. Trạm thu phí cầu rác ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên được tháo dỡ sau hơn 2 năm bỏ hoang, gây cản trở phương tiện giao thông trên quốc lộ 1A. Việc tháo dỡ do công ty cổ phần 465 trụ sở thành phố Vinh, Nghệ An thực hiện, kinh phí hơn 400 triệu đồng, bắt đầu từ ngày 18 tháng 11, dự kiến kết thúc sau 6 ngày. Tức là cái việc mà tháo dỡ này nó chỉ mất 6 ngày thôi là có thể làm xong được. Cái trạm này trước đây được dựng lên để mà thu tiền. Và dĩ nhiên là thu tiền như vậy nó có một thời hạn,
khi mà nhà thầu họ đã thu xong cái khoản mà người ta đã bỏ ra, người ta có lời rồi, đủ rồi thì người ta ngừng không thu nữa. Và đương nhiên cần đưa cái trách nhiệm của cái nơi đó hoặc là chính quyền ở cái vùng đó là phải tháo dỡ cái trạm đó. Họ không tháo dỡ, họ cứ để như vậy. Và vì xây kiên cố mà cho nên rất nhiều tai nạn nó xảy ra. Tại vì không có người gác, không có trời tối, không có đèn, cứ bỏ hoang như vậy. Rồi những tai nạn nó xảy ra, bao nhiêu năm nay không làm gì cả. Thì đó, cũng giống như những người mà Nguyễn Khô vừa nói đó. Ăn xong rồi, chúng cho ra xong rồi không lo dùi, không, chùi không, dọn không gì dọn cả. Dẹp vậy. Mà các bạn là khó khăn, xây thì nó khó. Nhưng mà phá đi, chỉ có 6 ngày là xong, 6 ngày. Mà sau bao nhiêu ngày không làm để cho bao nhiêu tai nạn xảy ra, người dân ta than phiền rất là nhiều. Mấy năm trời rồi, bây giờ phải dọn dẹp là như thế nào? Cái tinh thần trách nhiệm của người có chức có quyền ở đâu ấy? Anh cũng biết rồi, đối với người Cộng sản đó, thì bao nhiêu năm rồi, không có phải cứ là người ở trong nước mới thấy, mà người nước ngoài, qua báo chí của đảng và nhà nước, chúng ta đều thấy báo của đảng và nhà nước đăng đó nha, là người ta làm việc rất là vô trách nhiệm. Có nghĩa là người ta chỉ biết thu vô thôi. Anh cứ thấy là xây cất thì xây đâu thì nó hư đó, xây đâu thì nó hư đó. Và quý vị cứ thử tưởng tượng, cứ một địa phương thôi, một cái cầu, một cái con đường nó hư như thế, quý vị nhân lên cả nước thì nó tốn biết bao nhiêu tiền của nhân dân. Nhưng mà người ta vẫn làm. Bởi vì đối với người Cộng sản cái chữ trách nhiệm nó không có. Đối với người Cộng sản người ta chỉ biết là lợi ích nhóm, làm sao mà thu vén để nắm giữ quyền lực và ăn cho nó nhiều. Đến khi mà ăn xong rồi. Ăn xong rồi thì là xong. Có nhiều để đó, cứ để đó thôi. Cứ để đó thôi. Dạ. Cho nên là nối với cái chuyện của anh đó, tuyến đường 6 cây số ở tỉnh Quảng Trị làm mãi không xong. Tuyến đường 6 cây số ở tỉnh Quảng Trị bắt làm từ năm 2012 với số vốn là trên 160 tỷ. Bây giờ nó đội vốn. Báo Lao, Người Lao Động Online nha. Vì nhiều lý do, dự án đường nối cầu An Mô và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị sau nhiều năm xây dựng đến nay vẫn chưa hoàn thành và đang đội vốn. Một con đường có 6 cây số thôi mà làm từ 2012 cho đến bây giờ mà bỏ luôn. Và vì nhiều lý do mà cái số vốn lên tới hơn 160 tỷ. Thì từ một cái chuyện như thế này quý vị cứ nhân ra. Mà chúng tôi thấy cái chuyện này nó cái chuyện phí phạm này. Nó sẽ ra. Phải, mà cái chuyện này nó rất là hoang phí thưa quý vị. Là bây giờ cái ông Lê Duẩn ông chết rồi. Đã tốn bao nhiêu tiền để mà xây cái khu lưu niệm ông Phòng ạ? Khu lưu niệm. Mà bây giờ lại phải bỏ ra 160 tỷ nữa. Để làm cái con đường dẫn đến cái khu lưu niệm đó, chứ không phải là đường này cho phục vụ cho mọi người, không phải cho mọi người đi, không phải thiếu như là đường bình thường, quốc lộ bình thường cho mọi người dân đi lại. Thì mình nói nó xứng đáng với con đường 6 cây số nó bao nhiêu tiền nó bỏ ra. Cái này là 160 tỷ bỏ ra để làm cái con đường 6 km dẫn đến cái khu lưu niệm đó thôi. Hoang phí như thế này. Mà cho cái ông á mà ông bao nhiêu tiền là xây khu lưu niệm rồi, anh thấy không? Rồi, tượng đài lưu niệm như các thứ khu đó bao nhiêu tiền đã bỏ ra rồi, hoang phí rồi. Mà bây giờ là còn chỉ vì làm con đường dẫn đến cái khu lưu niệm đó bỏ ra 160 tỷ. Bộ đất nước mình giàu lắm mà anh. Tiền dư lắm mà. Quý vị thấy là từ cái chuyện mà ăn thịt bò của ông Tô Lâm, từ cái chuyện mà những cái công trình xây cất, quý vị thấy được cái cách làm việc của người Cộng sản nó như thế nào. Wow. Người Cộng sản người ta, có nhiều người bảo là người thì bảo Cộng sản ngu, người bảo Cộng sản nó khôn, người thì bảo Cộng sản nó lấu cá, như thế này. Thì chúng tôi không nghĩ là người Cộng sản người ta ngu, người ta không khôn, không ngu, nhưng mà người ta ranh mảnh, người ta lấu cá. Và thưa quý vị, ông Lê Duẩn là cái ông mà ông bảo rằng là chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Thế đấy, một cương vị tổng bí thư đảng mà nói như thế. Mà bây giờ người ta xây cái khu lưu niệm của ông á, bây giờ xây một cái con đường mà từ 2012 cho tới bây giờ trên 160 tỷ rồi nó cũng bỏ đó. Mà đang đội vốn đấy. Tôi chịu thua. Không biết bao giờ mới xong. Không biết bao giờ mới xong. Mà xong thì làm gì thưa quý vị? Tôi chả biết làm gì nữa. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình và chúng tôi sẽ có thêm một số các bài báo khác nữa. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình thì lúc nãy nói cái chuyện mà thánh rắc hành với rắc muối đó. Thì người ta ở trong nước người ta mới bảo như thế này. Mới thoáng có một ngày một bữa nè. Bây giờ cái quán bún bò này nổi tiếng. Giống như ngày xưa mà ông Obama mà ăn bún chả đó. Thì cái quán nó nổi tiếng. Bây giờ những cái vụ rắc hành này. Nó có nhiều người có ý kiến là thế nào khi đến Đà Nẵng em cũng phải ghé làm một tô bún bò của bác này. Và bây giờ thì quý vị,
người dân người ta rất là nhạy. Thì trên mạng đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh rắc, già cũng có rắc mà trẻ cũng rắc, thanh niên cũng rắc mà trẻ con cũng rắc. Và có một cái tranh hiếu họa rất rất là hay là một tay rắc bỏ ly cà phê, rắc đường vô để nói kìa, ê tao rắc đường chứ không phải rắc muối nha mày. Tôi thấy trên cái Facebook của mình có một người tới cái hình như người ta Photoshop rồi, cái hình của ông Tập Cận Bình cũng rắc, người ta rắc cúm. Thưa quý vị, cho nên cái chuyện á, thưa quý vị, qua cái chuyện rắc bối rắc hành này chúng quý vị mới thấy được cái lối ứng xử của Đảng và Nhà nước Việt Nam nó buồn cười á. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái anh thanh niên á, anh công an chứ, mà anh tới anh mời anh Bùi Tuấn Lâm này đó, có nhiều khi anh cũng ngượng anh ạ. Nhưng khi anh cũng biết xấu hổ chứ, anh là thanh niên mà. Mà chính là lúc người ta khôn ngoan ra đó, thì lỡ rồi. Chuyện đó mấy ông làm, kín đáo. Chùi mép, chùi miệng đi. Bây giờ đã thả để yên không sao hết. Thôi thì người ta cũng nói ông Tô Lâm chút này chút kia thôi. Bây giờ làm cái vụ đó là cái vụ mà rắc hành như thế này, thì làm cho người ta có cái cớ để mà ta nhắc lại cái chuyện đó mà người ta bôi bác nhiều hơn. Mà chúng tôi nghĩ là mấy anh công an còn trẻ lắm anh. Nhiều khi những người trẻ nhiều khi người ta cũng ngượng. Nhưng mà vì cái chén cơm manh áo, nhiều khi lệnh mà. Đúng rồi. Cho nên anh cứ nói, cứ dằn qua, dằn co, nói tới nói lui, cứ người ta hỏi lý do, không có lý do. Thưa quý vị, một cái đất nước mà hai cái chuyện nó như thế mà báo chí khắp nơi đăng, mà đất nước mình một cái nền báo chí cách mạng mà được vinh danh là bao nhiêu năm, tất cả các thứ phục vụ cho quần chúng nhân dân. Giờ quần chúng nhân dân muốn biết là cái vụ rắc muối này nè, cái việc ông Tô Lâm ông ăn đó, tiền ai trả? Đó là đúng, phải nhu cầu nhân dân không anh? Bây giờ ông Tô Lâm ông sang đó, ông ăn thịt bò, nhưng mà người ta thắc mắc là tiền ai trả? Thế tại sao mà mình là báo chí cách mạng, mình phục khó nói, khó nhân, nói. Mình không nói. Tiền đồng chí Tô Lâm, mà đồng chí Tô Lâm bỏ tiền túi ra trả, thì người ta sẽ hỏi tiền đâu mà trả, cái lương mình thấp được mấy trăm đồng tháng, tiền đâu mà trả. Không lẽ để dành. Không lẽ lại đi làm chổi đót, rồi đi gì nữa, đi chạy xe ôm, thì không được. Mà tự mình trả không được. Mình sẽ mang tiếng là tiền đâu. Rồi để cho người khác trả thì nó bảo như vậy là tham nhũng, ăn hối lộ à. Thế vân vân và vân vân, thì cũng rất là khó, có nhiều câu hỏi. Tôi đề nghị anh là anh không nên làm khó nhà nước, khó khăn quá, anh không nên thắc mắc nhiều. Nhưng quá không, nói chung là anh đừng tôi chỉ muốn nói như thế này, báo chí cách mạng có một cái chiều bề, cái chiều bề dày về lịch sử rồi làm được biết bao nhiêu công trạng để mà đóng góp trong việc xây dựng đất nước, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, vân vân và vân vân, phục vụ cho quần chúng nhân dân. Thêm cho một việc rất nhỏ nhân dân muốn biết là cái tiền ông Tô Lâm ông ăn, bữa ăn đó 130 mấy triệu đồng Việt Nam đó, thì tiền ai trả? Anh thắc mắc mà. Cái chuyện đơn giản như thế thôi, tại sao mình không trả lời được? Một cái mình đâu, mình bây giờ ai dám hỏi đồng chí Tô Lâm cái câu hỏi mà anh vừa hỏi, ai dám hỏi? Anh nghĩ cả nước Việt Nam có ai dám hỏi không? Thì nhân dân người ta đang thắc mắc trên mạng, người ta đang xôn xao. Mạng xôn xao. Thế thì tại tức sao? Là cái anh Nguyễn Văn Mạng hay là chị Nguyễn Thị Mạng? Thế thì tại sao mình không? Thì một cái việc rất nhỏ như thế thôi, để thấy rằng là báo chí của mình chỉ là, xin lỗi, chúng tôi xin lỗi quý vị làm báo trong nước, chúng tôi cũng hiểu quý vị nhiều khi cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Chắc chắn là như vậy đó. Như và nhiều khi vì cả sinh mạng nữa, vì cái có nhiều, chứ còn nhiều người vậy. Người ta không chấp nhận được, người ta không thể nào bẻ cong và bút, mà ta không chấp nhận làm mà là bồi bút, là làm nô bộc cho Đảng, thì người ta bỏ nghề thôi, chứ còn nếu mà còn thì phải chịu. Rồi, thưa quý vị, về cái chuyện hôm trước, cái ông mà ông hiệu trưởng mà ông thu tiền đó, ông thu tiền của xin lỗi, ông giữ học bạ của em học sinh nghèo, và ông vì cái chuyện mà em không có đủ tiền đóng á, thì bây giờ người ta ông giữ học bạ của em đó, cách chức ông đó, ông Nguyễn Ngọc Hải. Ngày 16 tháng 11, thì một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã công bố quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Ngọc Hải, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập. Thì chúng tôi, thưa quý vị, cái việc chúng tôi nghĩ rằng là một người vi phạm cách chức như thế là đúng. Chúng tôi mong rằng không phải một mình ông Nguyễn Ngọc Hải mà có rất nhiều ông khác nữa, khi vi phạm những cái chuyện như thế này thì phải cách chức, và phải có những cái biện pháp gắt gao hơn nữa. Chúng tôi chỉ sợ là cách chức như thế rồi cái là đập chập kéo lên một vài bữa rồi quay trở lại. Và ông này là trước đó là cái hàng loạt sai phạm, không dạy tiết tiêu chuẩn nhưng vẫn nhận tiền đứng lớp nhiều năm. Hai cái chỗ đó không dạy nha,
mà vẫn nhận tiền, bán tài sản nhà trường trái quy định, không trả đúng số tiền thưởng của các em học sinh đạt thành tích cao, giữ học bạ chuyển cấp của học sinh nghèo vì không có tiền đóng quỹ. Thì quý vị, cái này thì thôi. Tức là những cái chuyện này nó đã xảy ra rồi, trong quá khứ rồi mà không ai nói gì cả. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện này đâu có giấu giếm được ai không ạ? Mà chẳng ai nói gì cả. Bây giờ xảy ra cái chuyện này, báo chí khui ra thì bắt đầu thì ông mới, người ta mới nhắc đến những chuyện đó thôi. Báo Vietnamnet có bài triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi mừng hội nghị văn hóa toàn quốc. Chiều 16 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch đã tổ chức khai mạc triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Lý do là tại vì ngày xưa đó bác có khẳng định là vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo phát minh ra ngôn ngữ chữ viết, đạo đức pháp luật, khoa học tôn giáo, văn hóa nghệ thuật cũng như công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc ăn ở và các phương thức sử dụng toàn bộ sáng tạo phát minh, đó là văn hóa. Và cách đây 75 năm về trước, tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, bác tiếp tục khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Và lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, không biết là lần thứ mấy chục rồi đó mới ông tổ chức cái vụ này. Thưa quý vị, lần này đó là cái cuộc triển lãm này đó có 4 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là văn hóa Việt Nam trước năm 1930, giới thiệu khái quát sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Chuyên đề thứ hai là Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm tới di sản văn hóa của dân tộc của Bác Hồ kính yêu. Chuyên đề thứ ba là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa, triển lãm tập trung giới thiệu các văn bản nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ đại hội Đảng. Chuyên đề thứ tư là văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trưng bày các hình ảnh tư liệu hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chuyên đề thứ năm, văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao. Trong này họ đánh sai lỗi thần đánh máy. Thể thao thì đánh thể theo. Thể theo trong nước cùng các hoạt động quảng bá giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Sở dĩ không phải đọc nhiều như vậy là để thưa với quý vị rằng mấy ông làm văn hóa, mấy ông đang nói chuyện văn hóa, phải không ạ? Bây giờ mình hỏi mấy ông này coi, bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu đền miếu, bao nhiêu những cái di tích văn hóa lịch sử mà cha ông chúng ta đã gửi dựng trong một suốt mấy quá trình gọi là dựng nước và giữ nước, nói theo ngôn ngữ của mấy ông trong nước, dựng nước và giữ nước 4.000 năm văn hiến như vậy, mấy ông đã đánh sập, đổ sập. Và mấy ông đã gọi những cái văn hóa là văn hóa phong kiến, văn hóa thế này, văn đủ những cái từ ngữ nó thấp nhất, nó tội nhất, nó dơ bẩn nhất, ông dùng cho một cả một cái thời đại văn hóa như vậy. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền, bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu nhà thờ bị bỏ hoang, bị trở thành phế tích, những ngôi chùa, những ngôi đền người làm trở thành cái chuồng heo, làm kho những thóc, phá đổ, sụp đổ, rồi ăn chia, rồi các tượng Phật trong đó bị bán buôn đi, bị lấy bao nhiêu những cái văn hóa. Tại sao những cuộc triển lãm này không nói tới? Cái này văn hóa cách mạng à? Không. Mà mấy ngàn năm giữ nước thì chỉ là chuyên đề thứ nhất, nó rất là sơ sài, sơ lược thôi. Có một cái văn hóa của một dân tộc là 4.000 năm văn hóa, như mình vẫn nói là 4.000 năm văn hóa, mà 4.000 năm văn hiến, mà tại sao mà chỉ là sơ lược những cái quan trọng, những cái mà làm tinh túy của dân tộc, làm nổi bật cái nét tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, không nói tới sơ lược làm sao? Có nói về cái văn hóa bán nước không anh? Văn hóa dựng nước có văn hóa bán nước không? Kinh hoàng thiệt. Thưa quý vị, rồi đối với người cộng sản thì quý vị biết rồi, khi người ta lên người ta nắm quyền đó là người ta gạt bỏ tất cả. Yeah. Cái gì mà chối bỏ quá khứ. Thì anh thấy ngay cái chuyện mà ông Tô Hữu khi ông làm thơ mà ông bảo rằng là mà khóc ông gì đó Stalin. Đó. Thương ông tiếng đầu đời con gọi Stalin. Nó gì đứa bé Việt Nam mà nó gọi tên ông đó, ông bảo là cha mẹ thương một mà thương ông thì thương mười. Cái văn hóa là một cái văn hóa nô dịch, nô lệ ngoại bang, nó rõ ràng như thế. Thì bây giờ các ông bây giờ nhìn lại cái xã hội Việt Nam, nhìn lại giới trẻ Việt Nam, nhìn về cách đi đứng ăn nói, và bây giờ nhìn về cái sách giáo khoa Việt Nam đó, thì chúng ta hiểu được cái văn hóa nó như thế nào. Cái chuyện nó rất là, chứ còn bây giờ các ông có nói nó thánh nó tướng gì nó cũng vậy thôi. Thì bây giờ như thế này đi, có cái này cũng thuộc về giáo dục và văn hóa nữa, để cho nó tươi mát chút xíu. Anh nó nói căng thẳng quá. Báo VN Express
thầy giáo để lộ ảnh nhạy cảm lúc dạy trực tuyến. Thế tai nạn nghề nghiệp. Ông Lương Quang Minh, giáo viên toán trường Trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, để lộ ảnh nhạy cảm lúc dạy trực tuyến bị xem xét kỷ luật. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp thì ngày hồi tháng 10 lận, hôm 26 tháng 10 thì ông Minh chia sẻ màn hình máy tính để lộ bức ảnh phần ngực không có trang phục của một phụ nữ. Bức ảnh tồn tại vài phút trong lúc ông đang loay hoay tìm một thông tin khác để chia sẻ với học sinh. Đó, thưa quý vị, mấy thầy cũng hớ hên quá. Khi mình dạy, mình chuẩn bị mình dọn dẹp sạch sẽ đi. Ai là trong cái chắc trong khi chờ học trò nó học dạy học trò đó nó sự rảnh rỗi mà để là một bức ảnh phần ngực không có trang phục. thế thì ông mới bị kỷ, ông mới bị kỷ luật. Nhưng mà chưa trước đó đó thì là có ông Châu Trung Hậu, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Cao Lãnh, khi dạy trực tuyến để lộ đoạn chat có video quay lén các nữ công nhân đang tắm. Do hiệu phó Võ Quốc Công gửi. Ôi trời ơi, lòi ra hết hả? À? Thưa quý vị, nay cái chỗ là ông là giáo viên. Ông chết. Mà cái đoạn này là do ông hiệu phó gửi. Nó quay lén người ta. Quay lén cái công nhân đang tắm. Ôi trời, thưa quý vị. Cái thầy giáo, văn hóa đấy nhỉ. Đây văn hóa đó. Thưa quý vị, cái ông đầu tiên á, xin lỗi, giáo viên đầu tiên. Có thể là bây giờ ông là đàn ông, nhiều khi ông tò mò, ông xem cái hình của ai đó trên mạng rồi ông sơ sót để chụp. Còn đây là quay lén người ta đi tắm. Thì cái hành động này nó còn ghê gớm hơn nữa nè. Rất là văn hóa. Nhưng mà nó hay có một cái là ông giáo viên mà ông để lộ đoạn chat mà cái đoạn này là do ông hiệu phó. Rất là văn hóa mà. Cái là chưa thua luôn. Nhưng tôi cũng chịu thua. Rồi chúng tôi cũng rất tiếc à, không đủ thì giờ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau.